Các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi video nhé. Vẫn là xanh các bạn ạ. Đấy. Chúng ta cùng thưởng thức một tác phẩm có tựa đề Lão Mai Bồng Quý Tử với tác giả là Đinh Văn Tuấn. Chúng ta cùng thưởng thức, cùng cảm nhận, cùng chiêm ngưỡng tác phẩm này. Trước hết là chúng ta cùng ngắm nhìn bộ đế của cây này. Đế rất đẹp. Và thân thì cũng nổi những u cục. Nhìn rất là ấn tượng. Và đặc biệt là tay cành cũng được chủ nhân cắt giật qua rất nhiều công đoạn, rất nhiều thời gian để cho ra những cái cành côn chi dăm rụt rịt. Người ta thường nói là nhất dáng nhì thân. Cây này có cái dáng cây rất đẹp. Chúng ta cùng ngắm nhìn mặt sau của cây. Chúng ta cùng ngắm nhìn cây xanh với tựa đề là Lão Mai Bồng Quý Tử. Chúng ta cùng xem một lần nữa. Rồi chúng ta cùng tiếp tục tham quan một tác phẩm tiếp theo. Có tựa đề là Hồn Quê các bạn ạ. Đấy, vẫn là một cái cây xanh. Cây này là chủ nhân là Đinh Văn Tuấn này. Vẫn là nhà vườn An Lạc Viên các bạn. Vẫn là chủ nhân đó. Ở đây thì tác giả có gắn thêm các cái tiểu cảnh, các cái phụ kiện để làm cho làm đẹp cho cây, làm cho phong cảnh được thêm sinh động. Không chỉ hạn hẹp ở ngắm cây mà chúng ta còn có cơ hội để ngắm những cái phong cảnh thu nhỏ, những cái vẻ đẹp thu nhỏ của làng quê Việt Nam. Khi ngắm tác phẩm này thì chúng ta thường liên tưởng đến cái hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình. Đó. Cây đa bên nước sân đình, một hình ảnh vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thương đối với mỗi người Việt Nam chúng ta.
Rồi các bạn xem ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký. Mình cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.